nhằm giúp người tiêu dùng khách tham quan nhận diện phân biệt sản phẩm tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã chính thức mở cửa phòng trưng bày mang chủ đề nhận diện đúng sâm ngọc linh trên thị trường việc trưng bày này nhằm trang bị cho người tiêu dùng khách tham quan những kiến thức trong việc nhận diện đúng sản phẩm sâm ngọc linh trồng tại con tum và sâm trồng tại một số địa phương khác giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc chọn mua sản phẩm từ sâm ngọc linh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đồng thời hướng tới mục tiêu giới thiệu các địa chỉ uy tín, chính hãng trong việc kinh doanh phân phối các sản phẩm, qua đó góp phần phòng tránh mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo Tổng cục Quản lý thị trường, hiện nay thị trường xâm cũng đã đối diện với không ít áp lực từ nạn xâm giả, tình trạng trà trộn các giống sâm ngoại lai từ nơi khác vào gắn mác thương hiệu sâm Ngọc Linh. Các lực lượng vẫn thường xuyên kiểm tra phát hiện nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến sâm Ngọc Linh, thậm chí tình trạng này còn xảy ra ngay trên thủ phủ trồng loại sâm này.